tránh rơi vào điểm mù khi chạy xe gần chiếc container, hãy chắc chắn rằng tài xế có thể nhìn thấy bạn qua gương. Nhưng bạn có biết, đối với tất cả những vụ tai nạn xảy ra trên đường, phần lớn là do tầm nhìn của tài xế bị hạn chế. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài nên dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở phía trước, sau hay hai bên thân xe. Theo đó, để an toàn cho bản thân, người điều khiển xe ô tô, xe máy nên tránh xa những điểm mù này. Khi đang lưu thông phía sau xe tải lớn, xe container, bạn nên điều chỉnh tốc độ, duy trì khoảng cách an toàn để tránh đi vào điểm mù phía sau của xe tải. Căng khoảng cách giữa hai xe, sao cho người lái xe tải, xe container có thể nhìn thấy xe bạn qua các gương chiếu hậu. Hãy giảm tốc độ khi xe tải, xe container đi phía trước, phát tín hiệu chuyển làn đường hay rẽ qua hướng lưu thông khác. Không đổi luồng đột ngột khi lưu thông, lái xe nên kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với các xe đi phía trước. Bạn không nên thay đổi luồng đột ngột khi đi cạnh xe tải hay xe container. Việc làm này có thể khiến xe của bạn có thể bị ép qua lề đường hoặc bị các xe lớn khác tông phải. Lưu thông xe trên đường, bạn cũng nên tránh lái xe phía bên phải của xe tải, container hay bất kỳ một chiếc xe nào khác. Điều này hết sức nguy hiểm và dễ xảy ra va chạm. Bật đèn tín hiệu sớm hơn khi chuyển làn, rẽ hay dừng hẳn, bởi xe tải cần nhiều thời gian và cần quãng đường dài hơn để đi chậm lại hay dừng hẳn. Nhập làn xe một cách cẩn thận, không nên nhập làn xe ngay trước đầu xe tải, nhất là khi giao thông phía trước đang ùn tắc. Ở thời điểm này, nếu xe tải muốn vượt qua thì bạn hãy giảm tốc để giảm thời gian vượt. Luôn giữ khoảng cách đủ lớn nếu bạn chạy trước đầu xe tải, xe container. Bạn có biết, những chiếc xe tải, xe container chuyên dụng lớn có khoảng dừng hẳn xa hơn xe hơi rất nhiều. Và tất nhiên, khi bạn đang chạy xe máy phía trước mà dừng đột ngột với khoảng cách không đủ, bạn sẽ bị nuốt trọn ngay lập tức. Hãy luôn để ý gương chiếu hậu và giữ khoảng cách đủ xa với các loại xe này. Thêm vào đó, hãy nhớ không được phanh nhanh gấp khi đang chạy trước mũi xe tải, xe container. Không bám đuôi xe tải, xe container. Trong thực tế, sẽ không ít lần bạn bắt gặp trường hợp xe tải, xe container chở hàng nặng và di chuyển chậm, ì ạch khi đi đường đèo dốc. Trong trường hợp này, tuyệt đối không nên bám đuôi xe tải, bởi bạn sẽ không thể xử lý kịp khi chẳng may xe tải phía trước mất số, tụt dốc. Lái xe cũng không nên vội vàng hay lúng túng mà chuyển hướng sai lầm, cũng không nên cố tình tăng tốc để vượt xe. Tính toán và trừ một khoảng trống giữa xe container và vỉa hè. Có phải bạn thường thấy các tài xế xe tải thường đánh võng ngược lại trước khi rẽ qua những khúc cua? Đó là vì khi di chuyển qua các đoạn đường rẽ, bánh xe sau di chuyển ít hơn hai bánh trước, xe càng dài thì khoảng cách chênh lệch càng lớn. Vậy nên, bạn phải lưu ý và đừng dại dột lao đầu vào những khoảng trống ấy. Vượt xe dứt khoát, trước khi vượt hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha cót hoặc còi để báo hiệu với xe container. Để hạn chế tối đa di chuyển vào điểm mù của xe container, bạn nên vượt bên trái các xe tải, xe container. Đây là khu vực có ít điểm mù hơn. Ngoài ra, khi vượt bạn nên chú ý tốc độ, dứt khoát trong thao tác chân ga. Khi nhận thấy xe tải, xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua. Không nên lưu thông phía trước xe tải với khoảng cách quá gần. Hết sức tập trung, bình tĩnh và kiên nhẫn. Điều này vô cùng quan trọng không chỉ khi gặp xe tải, xe container mà cần thiết cho tất cả mọi trường hợp khi tham gia giao thông.
Dù là chiếc xe to lớn đang đi nhanh hay chậm, bạn cũng cần tập trung quan sát thật kỹ lưỡng để đưa ra phương án thích hợp. Đừng vội vàng và chuyển hướng sai lầm, cũng như không nên tăng tốc để vượt lên trên ngay lập tức. Sẵn sàng với chế độ đèn cốt khi tham gia giao thông, ánh sáng của đèn pha có thể phản chiếu qua gương chiếu hậu và làm lóa mắt tài xế. Trong khi đó, chỉ với 2 giây tài xế xe lớn bị lóa mắt, xe đã di chuyển được một quãng rất dài và rất nhanh.